Theo phương án phê duyệt, sẽ có hơn 1.700 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án hồ thủy điện Đắc Rồng Ti. Năm 2011, khu tái định cư thủy điện Đắc Rồng Ti được xây dựng hoàn thành. Theo phương án được phê duyệt sẽ có 493 lô, nhưng công tác bố trí tái định cư rất chậm. Đến nay chỉ mới có một hộ chuyển đến sinh sống. Trong khi nhiều diện tích đất mà công ty cổ phần thủy điện Đắc Rồng Ti được giao đang bỏ hoang, thì hàng trăm hộ dân lại đang mòn mỏi chờ tái định cư. Năm 2007, gia đình bà Mai bị thu hồi hơn 5 hectare đất để xây dựng dự án thủy điện Đắc Rồng Ti. Thế nhưng, đã qua hơn 15 năm, bà Mai vẫn chưa nhận được bồi thường hỗ trợ tái định cư theo quy định. Từng đó thời gian, đời sống và sinh kế của gia đình cũng bị ảnh hưởng theo. Dạ, thì bây giờ thì cũng người ta không cấp, cũng phải lồm nhà tổm ả để sinh sống và nuôi con. Đến năm 2012 thì gia đình chúng tôi thì chưa có cấp 300 mét thổ cư mà lại các tiền thuê nhà đến bây giờ. Nhiều hộ có những gấp vấp phải có những là khó khăn, có những là không có việc làm, chủ yếu còn đi làm thuê. Theo tìm hiểu, ngoài một khu tái định cư đã được xây dựng hoàn thiện, hiện nay vẫn còn 198 lô tái định cư thiếu quỹ đất để bố trí. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông đã thống nhất với đề xuất của công ty cổ phần thủy điện Đắc Rồng Ti chọn khu đất tại tổ dân phố 8, phường Nghĩa Phú, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông với diện tích khoảng 10 hectare để làm quỹ đất bố trí tái định cư và phải hoàn thành trong năm 2023. Về phía thành phố đã chủ động làm. Tuy nhiên là sau khi được cái khu đất đó ở tổ dân phố 8 mà được tỉnh thu hồi và giao về cho địa phương thì lúc chúng ta mới đủ điều kiện để thành lập để mà thực hiện các bước tiếp theo. Như vậy, hàng trăm hộ dân sẽ phải tiếp tục chờ đợi ít nhất là một năm tiếp theo mới có được nơi ở ổn định.